Hello, xin chào toàn thể các bác nha. Hôm nay chào mừng các bác lại quay trở lại với kênh Anh Chàng Nhắn Lông. Hôm nay làm cái video giới thiệu cho các bác nhé. Em gà tre Tân Châu. Em trống tre Tân Châu các bác. Vui cửa vui nhà phết. Nhà bác nào có con này là cảnh đấy. Gáy suốt, gáy liên tục luôn. Đuôi dài phê luôn. Đấy. Trước kia xích chân, giờ không phải xích chân nữa rồi. Đấy. Đấy, đuôi dài chưa? Trắng muốt. Bao phê đẹp luôn. Đấy. Gáy liên tục nhá. Đấy, gió ui giời. Nó vẫn còn đang lên lông non các bạn. Đây. Lông đuôi vẫn còn đang lên này. Đấy, đẹp lắm. À, cho gì ăn đấy. Nước để kia. Trước gần này xích chân do là trước phải xích vào do là nó hay nhảy xuống, nhưng bây giờ không cần này, nó quen này, giờ nó cứ ở trên đấy thôi. Tối ví dụ như ngày nó thỉnh thoảng nó xuống, nhưng tối nó lại bay lên đấy nó ngủ thôi. Mình để cho vào chỗ ấm ấm tí. Gáy buổi sáng nhà bác nào mà có nuôi ở thành phố cũng được, mà nuôi ở quê cũng được. Nhà em dân dã ở quê sáng nghe tiếng gà gáy nó quen rồi. Các bác ở thành phố hay là đâu ấy không biết là có nghe nổi không. Con này nó gáy liên tục luôn. Sáng sớm nó đã gáy rồi. Kiểu như báo thức ấy. Đấy. Uy lực luôn. Đấy, cũng mới lở được một đàn con các bác. Đấy, nói xem. Đấy. Con này nó cũng chỉ to tầm này thôi. Nếu mà nào mà nuôi ở ấy, sau ở đây em sẽ thiết kế này. Là cái cây đây có cái cây cây lộc vừng này này. Cây lộc vừng này đang đợi nó to lên này để có cái cành này này. Đây có cái cành này. Đấy, có cái cành này. Đây, cành này sau nó sẽ bậu đây. Đấy đang uốn. Đấy, đang uốn để sau ngày mai nó bậu luôn vào đây, nó ở đây luôn, xong mình làm cho nó cái mái ở trên này. Đấy, thiết kế cho nó cái mái ở trên đấy này. À, nó chỉ đứng đấy nó nhảy nhót ở đấy thôi. Sáng ra là nó thích nhảy lên đây, nó đứng thì nó định nhảy, mà không thì nó ở cái khu vực cành cây này. Chờ cành cây này nó phải to các bạn. Đấy. Đấy, thiết kế cho nó hòa với thiên nhiên cho nó đẹp. Yeah, các bác. Đấy. Nhà bác nào mà có con này vui phết. Đấy đi. Đó. Đấy. Gáy suốt, gáy liên tọi luôn. Con này nó ăn ít mà nó không ăn nhiều lắm đâu các bạn, nên là nuôi vui phết đấy. Úi, đuôi dài, cái này đuôi nó phải tầm hơn mét nữa cơ, tầm mét 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 một mét hai thì là đẹp. À, sau treo lên, ui rồi treo làm cảnh ở khu vực đâu đấy, nhà bác nào làm cảnh đâu đấy, hoặc là cái thiết kế không có cây thì mình thiết kế vào cái lồng, cái bánh xe nhé. Đây là cái bánh xe này, đây là bánh xe bỏ các bạn, xin đâu rồi, ra quán xe máy xin. À, sau cho mình cho nó cái bệ đứng đây, cái gỗ đẽo, cái gỗ tròn tròn cho bệ đứng đấy. À, nước thì bác cứ mua cái vòi này có 5.000 một cái thôi. Về mình lấy cái chai Lavi hay là lấy chai đây là cho em cho size C2, xong mình ép vào đây. Có nhiều bác đóng ở ngoài nhưng mà mình không cần đóng ở ngoài. Đấy. Mình ép thẳng vào đây. Mình ép vào trong lòng của nó. Đấy, không cần buộc, không cần giữ tự nó. Uống hết là ấy. Tự nó hết nhá. Đấy. Tự nó uống hết thì nó lại mình lại múc để cho nó, còn cái này thì mình tự chế thôi. Cái này cắt cái chai là ra đóng thẳng vào đây. Đây.
đóng thẳng nó vào đây. Đấy, chọc cho nó mấy cái lỗ đây cho xem có cho khỏi nước, nếu mà nó đọng vào thì mình nó sẽ hết nước. Còn lại cái này mình sơn, mình đánh thì mình sơn thì mình treo đây. Bác nào cần thiết thì thiết kế quả mái lên, mái kiểu như mái nhà ấy, cho nó rộng rộng ra cho nó mưa gió cho nó khỏi ấy thôi. Đấy. Mưa gió phải khỏi nắng mưa cho nó khỏi ướt đi, khỏi cho nó mát thôi, không để chỗ vùng cây được. Đấy. Về cơ bản cái này đơn giản mà. Các bác xem này vui với cảnh nhà lông thì nhớ đăng ký kênh cho em nhé. Bác nào cùng cảnh lông thôn này thì anh em giao lưu chia sẻ nhỉ, cho vui. Đấy. Ở đây diều én này thả ngập trời luôn, thả thâu đêm suốt sáng. Xin chào và hẹn gặp lại các bác trong video sau nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bác. Cảm ơn các bác đã quan tâm theo dõi. Thú vui của nhà nông các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại các bác. Các bác đừng quên đăng ký kênh nhé. Chào các bác.